Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gen Phim. Hôm nay có một dịp đi coi với rất là nhiều người, bạn cũ có, bạn mới có. Vì cũng khá là trùng hợp thì cái bộ phim này nói về cái tình bạn. Cái nội dung của nó cũng khá là giống và gần với cái sự việc mà Gen đã từng trải qua. Nhưng mà đó là một chuyện khác rồi. Mình sẽ nói về cái mình sẽ hỏi bạn Thảo Chi Cây trước đây ha. Bạn thấy cái nội dung phim như thế nào? Thì cái phim này theo mình thấy thì nội dung đơn giản thì cũng dễ đoán, nhưng mà nếu mà các bạn thuộc cái thể loại mà thích coi những cái phim kiểu teen rồi tuổi trẻ rồi dễ thương này kia thì chắc sẽ thích phim này. Cái twist của phim thì cũng không có gì đặc biệt nhưng là thú vị. Các diễn viên trong phim thì thể hiện cũng rất tốt. Cảnh quay thì đẹp và cách bố trí góc quay rồi bối cảnh rồi rất là dễ thương, rất là hợp với tuổi teen và tuổi trẻ. Thì mình nghĩ là chắc chắn bộ phim này cũng sẽ đến gần với khán giả nhiều hơn. Không phải chỉ riêng mỗi tuổi teen mà những khán giả trung niên hoặc là trưởng thành rồi đó, nhớ về cái thời gian tuổi trẻ hoặc là bạn bè của mình thì cũng chắc là sẽ rất là thích. Thảo, bạn Thảo có Nói chung là mình rất là bất ngờ là cái phim hay hơn mình mong đợi. Mình nghĩ là kiểu phim tin tin thôi nhưng mà phim có rất là nhiều thông điệp ý nghĩa sâu sắc, có nhiều cảnh mình cũng rất là xúc động, mình cũng nhìn thấy bản thân mình trong đó, thấy bạn bè mình trong đó. Phim thì có bốn trung tâm là bốn nhân vật, thì bốn nhân vật này đều có bốn tính cách khác nhau rất là rõ nét. Mình cũng phải phục biên kịch, viết kịch bản cũng khá là chắc tay. Về phần sao nhỉ, âm thanh, em nói em thấy phần âm thanh của phim sao, về hòa âm phối khí rồi cái nhạc lúc nó nổi lên nó có hợp với cái cảnh không? Mặc dù là cái phần nhạc nền của phim thì có phần hơi lặp lại, đặc biệt là một số với lại dễ đoán ở phần ví dụ như là dùng nhạc để phụ họa cho cái cảm xúc của phim thì có lẽ là do em coi là em thấy rằng nó hơi rập khuôn nên cảm xúc em thật sự cũng không có cao lắm. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà bạn không quá chú ý hoặc là nó vẫn có thể có ảnh hưởng với lại những cái nhạc nền của phim được sáng tác với lại là được trình bày khá là hợp ý, khá có chất lượng. Ok, như là Gen nói lúc đầu thì cái phim nó cũng khá là giống với cái sự việc ở ngoài đời của Gen. Không biết ở đây có bạn nào khóc không ta? Có ai khóc không? Có, Gen khóc quá trời luôn. Cái tao quan tâm là tao đã mất đi một người bạn, mà cái đó còn đau đớn hơn là tao mất đi tất cả mọi thứ trên đời này đó. Tại ba, cái gì túi xanh bạch sụp người mấy năm nay à? Tao không xứng đáng là bạn của tụi bay đâu. Thì như Gen có nói lúc đầu thì cái chuyện phim khá là giống với một khoảnh khắc hồi đó của Gen cũng đã từng chơi thân với những người bạn và cũng đã từng cãi nhau, cũng nghỉ chơi với nhau tầm 3 năm á. Rồi sau đó cũng một ngày cầm cái điện thoại lên, thật sự rất là nhớ nó. Và mình bỏ qua hết những cái tôi của bản thân mình, nhắn một cái tin: tao xin lỗi mày. Rồi thì nó cũng trả lời lại cho Gen một cái tin nhắn đờ mờ. Mày có biết là tao chờ tin nhắn này của mày lâu lắm rồi không? Rồi bắt đầu mới từ từ là connection lại với nhau. Từ từ cái phim này nó đối với bản thân Gen nó rất rất là hay. Nó giống như là nó kể về cái câu chuyện của Gen luôn vậy đó. Cho nên cái chuyện mà Gen chấm điểm sẽ chắc chắn là có ưu ái rồi đó. Bây giờ tao chấm điểm đi ha. Không biết là Thảo thì cây cho mấy điểm nha. Phim này nếu thoải mái nhẹ nhàng đi xem giải trí ok ý nghĩa thì theo mình thì chấm phim này 7 điểm. 7 điểm. Còn diễn xuất, hình ảnh, kịch bản, thông điệp ý nghĩa, mình cho 8 điểm. Em thấy phim nội dung dễ thương, gần gũi với khán giả. Tuy là khá là đơn giản nhưng mà em nghĩ là sẽ chạm đến lòng của nhiều người. Em thì em sẽ cho 7 điểm tại vì cái phần vẽ của phim rất là dễ thương. Em thích nhất phần đó cho nên rất là thích phim. Các bạn nghe Gen nói các bạn nhớ nha, Gen cũng như là nhân vật chính trong phim đó đó. Từng giải phẫu thẩm mỹ và giờ mới được vậy đó.
Không có, thế đùa thôi. Như hồi nãy bạn vừa rồi có nói là cái phần animation của trong cái phim đó thật sự rất là dễ thương, rất là chibi. Thật sự cái phim này là một trong những cái phim mà sử dụng những cái hiệu ứng nó tốt nhất á, và dễ thương thì thật sự là không phải đúng nói đúng không, đúng phải, đúng không phải nói là phim đầu tiên sử dụng, nhưng mà về cái phần mà đúng lúc với lại hợp mà dễ thương nữa. Còn có một số bộ phim của mình thể hiện như là nó giả tạo, như là mặt hình nó cứng đúng không? Đúng rồi. Gen thì Gen chấm phim này 7 điểm, thật sự rất là đáng coi. Cảm ơn Thảo TK đã tạo điều kiện cho Gen có thể tiếp xúc được cái buổi review phim này. Cái gì nó nói thêm không? BI gì? Thì hôm nay thì cũng bị vui là vừa có kênh của Gen review mà vừa có team của Movix hỗ trợ. Rồi chắc chắn sẽ cho các bạn cái nhìn nhận khả quan tốt nhất về bộ phim. Có nhiều cách nhìn nhận. Các bạn muốn viết bài review thì gửi cho Movix nha các bạn. Okay, if you like you can click on subscribe, nhận thêm nhiều clip từ Gen nha, baby.